Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài tập thực hành sau. các bạn sẽ lựa chọn đáp án phù hợp nhất để hoàn thành những câu văn sau. Choose the correct answer to each of the following questions. Question 1. Good morning, Dr. Smith. Blah, blah, blah. I speak to you for a minute. A. May. B. Might. C. Wouldn't. D. Would you mind if? Question 2. Would you mind if I blah 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 your dictionary for an hour or so? A. Borrowed. B. Will borrow. C. Would borrow. C. Would borrow. D. Borrow. Ở đây chúng ta thấy trong câu hỏi đầu tiên thì đáp án chính xác mà chúng ta lựa chọn sẽ là may. Cấu trúc may I thường được dùng với ý nghĩa là đề nghị được làm gì đó. Chúng ta thấy hai phương án B và C thì sẽ không phù hợp về nghĩa. Còn phương án D, would you mind if cộng với chủ ngữ và động từ thì động từ phải chỉ ở quá khứ đơn. Sang đến câu thứ hai, chúng ta thấy ở câu hỏi thứ hai thì đáp án A, borrowed mới là phương án chính xác. Như chúng ta chia sẻ ở phần trước, would you mind if đi với chủ ngữ và động từ được chỉ ở quá khứ đơn. Vì vậy, đáp án A là phương án phù hợp dành cho câu hỏi này. Choose the correct answer to each of the following questions. Question 1. Blah blah blah. You open the window, please. It's hot in here. A. Could. B. May. C. Might. D. Must. Question 2. Blah blah blah. Buying some bread on your way home. A. can you? B. Could you? C. Would you? D. Would you might. Question 3. Blah blah blah. Lend me 200 dollars till next week, please. A. Do you mind? B. Would you mind? C. Would you? D. Want you? Như vậy chúng ta có thể thấy ở câu hỏi đầu tiên thì đáp án phù hợp nhất chỉ có thể là đáp án A, could. Chúng ta có could you sẽ đi cùng với một động từ nguyên thể khi chúng ta muốn đề nghị ai đó sẽ làm gì câu hỏi thứ hai thì đáp án đúng sẽ là đáp án d would you mind ở đây chúng ta thấy theo sau phần cần điền là một động từ ở dạng verb ing được thêm đuôi ing vì vậy chúng ta thấy would you mind sẽ đi với một động từ thêm đuôi ing còn can could và would thì sẽ đi với một động từ nguyên mẫu ở câu hỏi thứ ba thì chúng ta thấy chỉ có phương án c would you là phù hợp chúng ta thấy có do you mind hoặc would you mind sẽ đi với một động từ được thêm đuôi ing thế còn would thì sẽ đi với một động từ nguyên mẫu trong trường hợp này chúng ta thấy land là một động từ nguyên mẫu vì vậy mà đáp án đúng cho câu hỏi này sẽ là phương án c bài tập này yêu cầu chúng ta cần phải lựa chọn lời hồi đáp phù hợp cho mỗi một câu hội thoại choose a b c or d to indicate the most suitable response to complete Each of the following exchanges: One, Mary is talking to her father after dinner. Mary, Dad, could I go to Liz's birthday party this Saturday? Father, A. Yes, you could. B. Yes, you can. C. Yes, you will. D. Yes, you must. Two, Lan is talking to her teacher in the classroom. Lan. Would you mind if I took this Monday afternoon off? I'm going to Omaha for my health checkup. Teacher, blah blah blah. But make sure to send me a school leave letter. A. No, I don't like. B. Yes, of course. C. Why not do it? D. Of course not. Ở đây chúng ta thấy trong tình huống đầu tiên. Thì để hồi đáp lại lời của Mary thì người cha sẽ sử dụng cấu trúc B. Yes, you can. Chúng ta thấy là ở đây để đáp lại với hàm ý là cho phép ai làm gì thì ta có thể nói Yes, you can hoặc Yes, you may. Chúng ta sẽ không nói là Yes, you could. Như vậy, đáp án C và D sẽ không phù hợp về nghĩa trong ngữ cảnh này. Sang đến tình huống thứ hai, người giáo viên sẽ đáp lại lời của Lan bằng cấu trúc D. Of course not. Ở đây chúng ta thấy khi đáp lại lời đề nghị với cấu trúc would you mind thì chúng ta sẽ nói of course not để thể hiện hàm ý là không phiền khi ai đó làm việc gì. Choose A, B, C or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges. Student 1. Would you like some more coffee? Student to. A. Why? B. Not at all? C. Just a little thanks? D. You're welcome. ở bài tập này chúng ta thấy lời hồi đáp phù hợp chỉ có thể là phương án C. Just a little thanks. ở bài tập thứ hai là bài tập mà chúng ta cần phải lựa chọn ra các phương án mà có nghĩa gần giống với câu mẫu nhất. select the choice to indicate the sentence. That is closest meaning to the following question. Let's go shopping this weekend. A. Why don't we go shopping this weekend? B. Do we go shopping this weekend? C. Do we need to go shopping this weekend? D. What's the point of going shopping this weekend? Trong trường hợp này, chúng ta thấy câu nói mà gần nghĩa nhất với câu nói gốc chỉ có thể là phương án A ở đây thể hiện hàm ý muốn rủ ai đó làm việc gì